đánh cho coi. Bị tao nha con. Mày nè. Ủa con gái Phi. Thục Phi. Dạ. Ba hỏi con á, ai ở trước cổng nhà mình họ làm cái gì mà ồn ào quá vậy? Con có thấy ai đâu ba. Nãy giờ con tập thể dục cho nên con không để ý. À ông ra tới kìa. Ngồi ra con á. Đỡ tao coi. Thục Phi ơi, anh là Thục Phi. Ờ đó. Phi ơi, Phi ơi. Phi nè, Phi nè. Mấy cậu làm gì vậy? Làm gì rình mò nhà tôi? Ăn trộm hả? Ông phải bác ơi, mấy con phải ăn trộm. Không phải ăn trộm, chết trèo tường nhà tôi. Dạ dạ, tụi con chỉ nhìn. Thục Phi có chút xíu rồi bác. Trời, tụi này láo nha. Dám nhìn trộm gái tao à, tao quánh chạy chết nha. Dạ dạ bác ơi, tụi con chỉ nhìn có một chút mà đâu làm gì đâu bác. Tao nói cho mày biết nha, đứa nào mà nhìn trộm con gái tao, tao đánh cho ba má nó nhìn không ra đâu á. Cút. Thục Phi. Trời, tụi nó có lộn tường mà tụi kia nó cút mà nó tô tượng ta. Tô tượng, tô tượng, tô tượng à. Mất dạy. Cái gì nữa vậy? Sao chưa cút? Nán lại nhìn trộm gái tôi à? Này, ông nói cho mày biết nha, đừng để cho ông máu. Một khi ông đã máu thì đừng hỏi bố sáo lại nha. Dạ, thưa bác đừng có hiểu lầm con. Con không phải giống như mấy người mất dạy kia đâu. Tối ngày cứ rình mò con gái bác ngoài cổng hoài à. Vậy chứ cậu là ai? Bấm chuông cửa nhà tôi làm gì? Dạ, con tên là Hưng Sù. Nhà con ở gần đây nè bác. Hôm nay á, nhà con hết gạo rồi, bác có thể... À, nhà cậu hết gạo, muốn đến nhà tôi mượn chút đỉnh. Dạ. Vô nhà đi, tôi kêu Thục Vi nó xúc cho ông mớ. Dạ, cảm ơn bác. Ừ. Chào em, anh là Hưng Sù. Chào anh. Anh cần giúp gì ạ? À, anh qua đây là muốn nói với em, anh rất ngưỡng mộ nhan sắc của em. Và anh cũng thích em nữa. Em cho anh hôn bàn tay một cái nha. Hả? Anh nói gì? Anh xin phép ba em rồi. Em yên tâm đi. Ba ơi, anh hôn ảnh rồi. Cho nó đi con, cho một chút thì đã sao, có mất mát gì đâu. Thấy không, ba nói rồi đó. Đưa tay đi. Nếu ba em đã nói vậy rồi thì... Đưa tay đây. Trời, làm như có điện nó giật mạnh. Phê quá. Đưa tay. Bác ơi. Mét á. Chú. Thôi anh về nha. Nha. Đây. Thục Phi. Anh đi nha. Chào thưa bác. Hôm nay nhà con hết muối. Bác có thể... Con vô nhà đi. Nói Thục Phi nó lấy cho. Dạ. Có gì đâu. Con đi thẳng ra sau bếp đi. Em mới nấu cơm dưới á. Dạ.
Dạ, cảm ơn bác. Ừ. Về. Hả? Anh nữa hả? Anh nè. Ba em nói á là hôn má em. Hả? Anh nói gì? Ba em nói á là cho anh hôn má em. Ba em nói sao kỳ quá vậy? Má em mất rồi mà. Không phải, không như má em á. Cái gì? Hôm nay anh đòi hôn má em luôn hả? Ba em kêu bột. Ba ơi, anh Hương dù anh đòi. Thì cho nó đi con, làm gì ghê vậy? Không, ba em cho. Nếu ba em đã nói vậy rồi thì em đành nhắm mắt rồi đi. Em cho anh làm lẹ đi anh. Anh làm nha. Ừ. Đứng yên đi. Ừ. À. Ba, uống sữa đi ba. Ừ, để đó ba. Để con đấm bóp cho ba nha. Ví dụ gì đây? Tự nhiên này tốt ngang với ba chứ cả. Có gì đâu ba. Tôi đẻ mấy người nha. Không qua mắt được tôi đâu. Có cái gì nói. Ba. Ừ. Con có cái này thắc mắc muốn hỏi ba. Ừ. Ừ. Tại sao á có nhiều người đàn ông á vừa giàu nè, vừa đẹp trai nè, cua con mà ba không chịu. Ừ. Mà ba chịu anh Hưng xù vậy ba? Cái gì? Ba chịu nó hồi nào? Ừ, hả? Là sao ba? Thì ba cho ảnh nắm tay con nè, hôn tay con nè, hôn má con nè, rồi cần... Cái gì? Ba cho nó nắm tay con không có hồi nào? Thì mỗi lần ảnh qua nhà mình, ảnh đòi hôn con thì ba lại nói là cho nó cái đi, có gì đâu, làm gì mà ghê quá vậy. Cho nên con... Trời ơi là trời. Mỗi lần nó bước chân vào nhà này, nó nói rằng nó xin gạo, xin muối, xin đường, xin bột ngọt thôi mà. Con có thấy ảnh xin đường hay bột ngọt gì đâu. Ảnh toàn đòi xin hôn con. Rồi lần sau thì đòi hơn lần trước. Nhưng bây giờ nó đã làm gì con rồi? Dạ, ảnh... Ảnh sao? Anh sao? Ảnh làm cho con yêu ảnh mất rồi. Trời ơi là trời ơi. Già rồi mà còn dạy, sắp có cháu ngoại rồi mà còn ngu.
bỏ công bỏ sức là giữ gìn con gái, bây giờ dồi trong xương dồi ra nè, trời sao tôi sống nổi. Ba, thằng này quá lắm, nhưng phải xác nhận nó cao tay ấn, nó đã qua mặt được mình. Hôm nay mày mà có xuất hiện tới đây, tao nguyện không để mày về nhà, tao đưa thẳng mày vô bệnh viện luôn. Thục Phi ơi, Thục Phi. Thục Phi ơi, Thục Phi. Hình như là tiếng của nó. À, mày linh lắm. Tao mới nhắc là mày qua tới đây rồi. Bữa nay tao quánh cho ba má mày nhìn không ra mày luôn. Thục Phi ơi, Thục Phi. Em có bầu chưa? Trời. Qua lấy nha. Trời ơi, trời. Trời ơi, nó làm con gái mình có bầu luôn rồi. Ôi. Tao không phải là cha sanh mẹ đẻ của mày, nhưng tao quyết định ngày đám giỗ mày là ngày nào. Năm sau ngày này tao đem tiết cây qua nhà mày cúng. Mày chết chết tao. Dạ em mời anh Hưng xù vô lấy dạo. Gạo rồi, gạo rồi, lúa rồi, gạo rồi. Mày còn la nữa hả? Tội mày tài đình. Mày dám đùa tao, quá mặt tao mày lấy con gái tao có bầu. Bữa nay á tao lại quyết làm đám giỗ của mày. Con đâu có lấy Vi là có hồi nào đâu mà. Mày còn chối nữa hả? Con nghe rõ ra. Quy ơi, có bầu phải không em? Anh qua đây. Qua đây, qua đây, qua đây. Không phải đâu ba. Hôm nay con đi chợ, anh Hưng xù nhờ con mua hai trái bầu. Bây giờ anh qua lấy nè ba. Ủa là bầu này á hả? Dạ. Chạy xe kìa mày, đi chỗ khác mày. Ủa, em có thấy ai đâu anh? Thì anh đuổi nó là sao em thấy được. Em đi chơi với anh lần đầu tiên á, em thấy vui không? Dạ, em thấy anh cũng phong độ vui vẻ. Em có coi phim Người Phán Xử không? Dạ có. Anh giống như thằng mà nhân vật Người Phán Xử vậy. Anh đi tới đâu hả? Là anh phán xử im ri tới đó hết trơn à. Sao ghê vậy? Ừ. Giống như cái chuyện sáng nay nè, hai thằng nó quýnh nhau, nó cầm dao cầm kiếm, nó tan nát luôn. Không có anh can là mình chết rồi. Sao anh ghê quá vậy? Rồi lỡ tụi nó quýnh anh sao? Trời ơi, anh là người phán xử mà em, anh phải thấy những cái chuyện bất bình là anh phải can liền. Ghê quá vậy. Nè, mà nhà này vậy nha, anh lại mét ba má nó liền. Ủa? Sao mấy ba má đó? Thì hai thằng con nít ở xóm anh á, nó cầm dao với cầm búa, nó chém nhau tan nát luôn. Ủa, con nít mà cầm dao cầm búa luôn ha? Cầm cái dao búa đồ chơi á đó. Ghê không? Thôi tới cái ghế đá mình ngồi anh nói chuyện tiếp ha. Vô ghế ngồi đi em. Công nhận á, nhìn anh vậy mà anh bản lĩnh như gan dạ thiệt á. Ôi có khi nào người ta quýnh anh chưa? Trời ơi, em nghĩ anh sao vậy? Không phải phe với em nha, anh là nhất đẳng cây kinh đô nè, không đai thiếu lâm tự nè, là anh đó. Em biết mà cái môn phái mà Nam Quỳnh Đạo không? Em biết. Thằng trưởng môn á, anh sạc điện cho nó đó. Sạc điện á? Em muốn sạc điện không? Anh sạc điện cho em luôn. Thôi được rồi anh, thôi được rồi. Em không tin phải không? Em lấy cái điện thoại ra đi, hết pin hả? Anh sạc cái đầy pin đi. Phải không? Thì em đưa cái điện thoại ra, chứng minh cho em coi liền. Không, điện thoại em nó còn 40% pin anh sạc được, chừng nào hết pin anh sạc mới được. Ừ, hết pin là kích cái đầy liền. Ôi dạ. Bà nội cha nó. Sao không? Thứ mất dạy không? Em thấy thứ mất dạy không? Trời, mất dạy, con ngon rồi ra đây mày. Thứ mất dạy khốn nạn. Em yên tâm đi, anh chửi kia nó không bao giờ nó dám ra đâu. Mày có ngon mày ra đây nè. Rồi thứ hai, dám chơi mà không dám nhận hả? Em thấy không? Anh cần la lên một tiếng thôi là tụi nó đi hết liền. Nói ai mày? Em nói chuyện với bạn gái em chứ đâu nói ai đâu. Mày mới chửi ai? Đâu chửi ai đâu. Mày chửi ai? Thì em chửi thằng nào mà mới luyện ly cà phê vô người em nè. Tao là người luyện. Anh nói luyện ly cà phê vô người tôi hả? Phải. Anh nói lại lần nữa đi. Tao chửi đó. Anh. Em cứ yên tâm đi. Em ngồi đi để em xử cái vụ này cho. Mày nói là ai luyện ly cà phê vô người tao? Tao luyện.
em phá giống như muốn nhanh. Dám chơi dám chịu. Dám chơi dám chịu. Dám chơi dám chịu. Dám chơi dám chịu. Dám chơi mình là người phán xử sao mình bị xử không vậy? Ủa Ân Sù, sao mấy bữa nay tao kiếm mày hoài không gặp vậy? Có chuyện gì buồn hả? Bên nhà tao gặp chuyện buồn lắm mày ơi. Ôi, mày gặp chuyện buồn gì vậy? Tao buồn quá mày ơi. Tao mất hết rồi. Tao không muốn sống nữa. Tối đó tao định dụ người yêu tao vô chỗ vắng vẻ để ai dè. Trời hôm nay đẹp quá em ha. Anh sao nhắc em vô chỗ gì anh vắng vẻ quá nhở? Hay mình về đi anh. Đi với anh á mà em cứ đòi về hoài à. Anh, với lại tối quá em sợ cướp. Đi với anh, em không có sợ gì hả? Không có cướp cái gì ở đây hết á. Đi. Ê, hả? Cái gì vậy anh? Cái gì vậy? Ê, cái gì vậy? Em sợ. Mấy anh là ai vậy? Cướp ra con. Hả? Cướp nó sợ quá em ơi. Em sợ. Anh ơi. Mấy anh lấy cái điện thoại đi. Tiền với cái điện thoại này mấy anh cầm luôn đi mấy anh. À, thôi tao hiểu rồi. Coi như của đi thay người đi, mất hết tiền bạc tài sản điện thoại di động rồi đúng không? Thôi không có sao. Không phải như vậy. Không phải như vậy hả? Vậy có là như vậy nè. Mày thích tao rẻ rúng gì luôn. Nhìn vô mày. Nhìn cũng ngon lắm anh. Khá hợp lý. Đại ca sử dụng ghệ em luôn đi đại ca. Em không tin anh là người như vậy luôn á. Em cứu anh lần này đi. Trời ơi. Thôi buồn đó rồi. Thôi nhưng mà không sao, chuyện cũng đỡ rồi. Đừng có buồn chi. Không phải như vậy. Con người yêu tao cũng đâu rõ như vậy đâu. Chứ sao? Em cứu anh lần này đi em. Nhưng mà tao nói nghe thế này. Hả? Tụi anh không có thích đàn bà. Cô. Trời đất ơi, đại ca cho em trước luôn hả? Em ghét anh ghê á. Nè nè. Nhưng mà em thích. Trời ơi, chuyện gì nữa đây? Chết em nha. Chết em rồi. Đau lắm hả? Bởi vậy tao nói mày rồi, bây giờ ra đường ban đêm ban hôm rất là nguy hiểm. Đi đâu mày cũng phải đem theo đồ. Đưa tao vũ khí à. Đây nè. Đây là cái gì vậy? Dầu ăn. Cái bữa hổng có đây tao đâu có bị đau. Khách yêu cầu ai bơi taxi thấy không ạ? Lý chạy ai bơi taxi à? Dạ vâng ạ. À lúc rồi, nó gọi á. Dạ, mời quý khách lên.
bang. Thưa quý khách, cảm nhận của quý khách khi đi Uber taxi như thế nào ạ? Cảm nhận của ngủ hot, so hot. Quý khách nóng hả? Để tôi giảm nhiệt rồi mới lạnh nhé. Không không, y ngủ đó nha, là lý đẹp á, lý lông bọng, lông bọng, không có lông. Lý ơi, Lý ngừng xe chút xíu được không? Để làm gì ạ? Ngộ muốn lái á mà. Làm sao mà quý khách có thể lái được ạ? Sao lái không được? Lái là một cái chuyện quá lớn giản mà ai làm cũng được mà. Dạ, mong quý khách thông cảm. Tại vì ở đây là đường xá Việt Nam, mà quý khách lại là người nước ngoài nữa. Em nghĩ là quý khách không lái được đâu ạ. Trời ơi, cái chuyện đơn giản này, không lẽ bây giờ Ngộ phải về nước của Ngộ à, Ngộ mới lái được hả? Trời ơi, như vậy là chết không có kịp đâu. Cho Ngộ lái chút xíu đi. Quý khách thông cảm nha, luật của công ty em á, thì em cũng chỉ là làm công ăn lương thôi. Trời ơi, cái chuyện này á đơn giản mà lâu có dính dáng gì tới công ty đâu. Sợ công ty làm này làm nọ, ngừng lại đi. Dạ, quý khách thông cảm cho em nha. Bây giờ sao? Lý không mở cửa, Ngộ lập cửa, Ngộ đi ra liền á. Ngộ phá cửa, Ngộ phá cửa, Ngộ đi xuống à. Dạ. Lăng lý á mà. Dạ, dạ. Sao, sao, dạ, thôi được rồi. Bây giờ đợi đến đường vắng đi rồi em sẽ cho quý khách lái. Còn đường bây giờ đang đông quá, quý khách thông cảm cho em nha. Ê, đường xa gì mà lộn quá vậy? Kiếm cái đường nào mà vắng vắng á, tấp vô liền à, lẹ lên lẹ lên à. Ngộ muốn lái à? Dạ, dạ rồi, dạ rồi, dạ rồi, dạ rồi. Tới chưa, tới chưa? Rồi. Ngộ lộn lắm á. Đến đường vắng rồi đó, bây giờ quý khách muốn lái gì thì lái đi. Trời ơi, bây giờ còn lái gì nữa mà lái, Ngộ lái vào quần rồi đây nè. Chơi với anh Dũng với mẹ. Ngồi xuống đây. Mẹ không có cấm con đi chơi, mà nghe mẹ dặn nè, đi chơi với con trai á, đừng có để cho nó hôn nghe chưa. Nó hôn con là nó sỉ nhục con đó. Dạ, con nhớ rồi ạ. Ừ, thôi con gái mẹ đi chơi đi. Dạ, con mẹ con đi. Ừ, đi chơi sớm về sớm nghe con. Dạ con ạ. Các bạn trai mới đúng không? Mẹ, con đi chơi mới về. Con gái đi chơi vui không con? Dạ, vui ạ. Mà sao giờ này mẹ còn thức vậy? Mẹ coi tivi, rồi mẹ đợi con về luôn. Thằng Dũng nó có sỉ nhục con không con? Dạ không ạ. Con nghe lời mẹ mà, con không có để cho anh sỉ nhục con đâu. Ừ, con ngoan. Nhưng mà con sỉ nhục ảnh rất là nhiều lần. Hả? Mon. Bắt mon cái gì? Hả? Công viên rộng lớn vậy tại sao bắt đi lại chỗ này làm việc bạn gái tôi hả? Bạn gái hả? Em. Sao? Bạn gái không được hả? Cái gì? Trời ơi, anh với em là em là bạn gái của anh. Thanh niên trai trách. Cái gì vậy ba? Lộn đường. Vậy cũng mà đặt đồ đi bắt Pokemon. Thôi thôi thôi.
Ủa, em đâu có quen anh đâu. Sao mà em không nhớ vậy? Mày, thật sự anh xin lỗi em nha. Tại hồi nãy anh đang đi trên đường, anh thấy mấy cái thằng cha đó đứng đây lợi dụng em á. Nó, anh mới lại anh giả bộ anh nói vậy để cho người ta đi á. Dạ, vậy em cảm ơn anh nha. Nè, nói nghe nè, con gái một thân một mình á, ngồi ngoài công viên vậy á, không có tốt đâu nghe. Ủa mà em ngồi đây làm gì vậy? Dạ, em đợi cô bán bánh tráng qua đây, mà nãy giờ sao không thấy cô đấy qua. Ủa? Em cũng là fan của bánh tráng trộn hả? Dạ. Anh cũng vậy. Anh thích lắm, anh thích các loại bánh tráng trộn luôn. Hôm nay anh nghĩ chắc là cái cô đó cổ bận công việc gia đình rồi, cô không có ra bán đâu. Thì giờ để cho em đợi không đẩy không thấy. Thì bởi em thích ăn lắm phải không? Dạ. Không ấy anh đi mua bánh tráng trộn về đây, anh mời em ăn nha. Thôi phiền anh lắm. Thôi, có gì đâu phiền. Coi như là hiếm lắm mới gặp được một người tri kỷ thích có sở thích giống mình. Cho nên cứ ngồi đây chờ, anh đi mua bánh tráng trộn về, hai đứa mình cùng ăn nha. Dạ. Anh đi nha. Anh nha. Dạ anh đi. Chờ anh chút nha. Dạ. Anh cũng bắt Pokemon. Bà taxi phải không? Cho tôi tới nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Trên đời mình không ai. Cô ơi, cô lên xe đi. Có ai không? Cứu tôi với! Có ai không? Làm ơn cứu giúp
Em à, hết tất cả rồi em à. Anh yêu, anh không được nói như vậy. Anh không được bỏ cuộc, anh phải cố gắng lên. Em à, anh cảm ơn em về tất cả. Nếu mà có kiếp sau, anh sẽ yêu em mãi mãi. Không, không. Trời đất ơi, thánh thần thiên địa ơi, trước giờ con chưa có xin gì hết á, con còn xin ông trời, thánh thần cho con một điều ước thôi. Ta là thằng núi đây, ai bóc xô ta vậy? Có ta đây. Ủa, thần đó hả thần? Mày lọt chồng sao mày không thấy tao là thần à? Ông thần, à, ông thần ơi cứu con. Cuối cùng ta được cứu rồi. À, tao cho mày một điều ước đó, ước lẹ đi mày. Em ơi, có ông thần rồi kìa em. Kêu ông cơ ước, điều ước cứu anh đi em. Cứu anh đi em. Dạ, vậy con xin thần một điều ước là... Mà cứu anh ra khỏi đây đi, vợ chồng mình sẽ hạnh phúc em à. Cứu anh đi em. Hai cái bay ước nhanh đi, hết giờ khuyến mãi của tao rồi. Vậy... Vậy con xin một điều ước là... Ước đi em. Cho con có một lần da trắng hồng như em bé nha thần. Trời. Anh thần sẽ cho em một điều ước. Kim Chánh Gia, con cảm ơn thần nhiều nha. Thần cho con xin số điện thoại đi. Ai gọi ta vậy? Sao hôm nay đắc xô quá vậy? Em có lưu số anh rồi đúng không? Có gì gọi anh nha. Sao giờ này mà chưa thấy đứa nào tới hết trơn vậy cả? Hồi hôm qua đó là mình đăng trên Facebook là tuyển chồng cho con gái mình. Sau khi đã loại gần 1.000 nick Facebook để tuyển ra được 3 đứa ưng ý nhất và hẹn sáng nay đến đây để ứng thí trực tiếp, đồng ý hết rồi, sao giờ chưa thấy đứa nào hết vậy ta? Hả? Không lẽ là tụi nó? Chào các con. Có phải các con là ba đứa mà bác đã mời đến đây ứng thí trực tiếp làm chồng của con gái bác không? Dạ. Bác mời ba đứa vô nhà. Dạ. Dạ thì bước vào. Dạ. Các con ngồi đi. Dạ, không dám ngồi. Có gì đâu, các con cứ tự nhiên ngồi. Đứa nào không ngồi coi như bị lỗi liền tại chỗ. Tao đặt ly lên con. Dạ. Tiên chủ hậu khách. Dạ. Mất dạy mày. Bác chưa uống mà dám uống mày. Đuổi nó đi bác. Loại. Ủa con làm giám khảo luôn hả? Ừ. À, không có. Sao? Các con đã đọc kỹ tiêu chí mà bác đã đăng trên Facebook về kén chồng cho con gái bác rồi chứ? Dạ đọc kỹ rồi bác. Kỹ rồi bác. À, các con thấy con gái bác thế nào? Trời ơi con nói ha, con gái bác ha nó đẹp. Đẹp như cái gì đây nè? Đẹp. Đẹp ba cháy một trái chó. Cái gì vậy bác? Bác hỏi con cái gì á? Bác cháy gì? À, ý là con nói con gái của bác nó đẹp và nó đẹp tuyệt trần á bác, đẹp mà không ai sánh bằng hả bác? Vậy à? Dạ, con bác xin lỗi con, dạ. Bác ngưa mà bác không dự bác thời tiết trước. Dạ, không bỏ qua được. Là bước thấy bà luôn á bác. Thật ra là như vậy, các con là ba trong số hàng ngàn ứng viên mà bác vừa ý nhất, bác mời đến đây ứng thí trực tiếp với bác.
À, tiêu chí chọn rể của bác cũng không có gì khó. Bác không cần vật chất giàu có, bác chỉ cần một chàng trai trung thực, hiền lành, gia đình gia giáo, có chí thú làm ăn, và đặc biệt là có kiến thức văn thơ là một lợi thế. Dạo này nóng nực quá. Ủa bác, mà tại sao biết làm thơ là một lợi thế vậy bác? Tại vì bác yêu thơ. Cũng không giấu gì các con, trước đây á, nhờ bác làm thơ mà bác cua được vợ bác, tức là mẹ con gái bác bây giờ. Cho nên bác hưởng toàn bộ cái gia tài mà ba má vợ của bác để lại cho bác. Và hôm nay con gái bác đã đến tuổi cập kê, bác muốn chọn ra một chàng rể có tiêu chí giống bác ngày xưa để bác giao toàn bộ tài sản này cho chàng ấy và con gái của bác. Hay quá, cái này là con thắng chắc rồi bác ơi. Không giấu gì bác, con học văn ở Đại học Sư phạm, hiện giờ con đang là giáo viên dạy môn văn. Ồ, tốt quá con ạ. Đắc ơi, ông làm như con mình ông học môn văn vậy đó. Dạ bác, con thì con học sư phạm văn giống như bạn, nhưng mà con cũng học ngành ngữ văn ở trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Bác thấy nè, bụng con nè, nó bự nhưng không phải là bụng bia, mà thật sự ra nó là bụng văn đó bác. Văn không nhau đó đó bác. Quá tốt, quá tốt. Sao mặt buồn vậy con? Con tự rút lui à? Bác mở cửa cho con về nha. Dạ thưa bác, con thì không được may mắn như hai bạn này, học ở trường Đại học Ngữ văn. Rất là buồn, bác rất chia sẻ. Nhưng máu văn thơ trong người con có từ nhỏ. Tự phát như vậy rất dễ rớt lắm con. Nên con du học ở nước ngoài. Hiện tại con là giáo sư ngữ văn, dạy tất cả các trường ngữ văn ở Việt Nam, trong đó có hai trường này bạn này đang học. Con không giấu gì bác, hiện tại con có 10 tập thơ xuất bản trên toàn thế giới, nghe đâu được đề cử giải Nobel. Xạo, mày thầy tao. Ngồi xuống. Các cậu nên nhớ, tôi kén chọn chàng rể văn chương chứ không phải chàng rể boxing. Muốn boxing không? Tao bóc cho mỗi đứa xe nè. Thôi được rồi, các con đừng có cãi giả nhau nữa. Các con á, đứa nào cũng nói là mình giỏi văn thơ, nhưng muốn thể hiện mình có giỏi văn thơ hay không hả, thể hiện ra bên ngoài cho mọi người biết mình hay hay không hay, đúng không nào? Vậy thì giờ bác hỏi các con, tình yêu nó như thế nào? Các con nói bằng thơ cho bác nghe coi. Dạ thưa bác, con nghĩ trong cái hoàn cảnh mà đi dự thi để mà có được tình yêu như thế này, con xin phép bác được cho con làm bài thơ định nghĩa về tình yêu như sau. Được. Tình yêu như thể rút thăm, rút chúng thì sướng, rút nhầm thì đau. Tình yêu như kẻ đi câu, anh nào trai mặt ngồi lâu mới tài. Tình yêu như thể quan tài, mới lanh quanh ở bên ngoài đã rụp. Tình yêu như thể dây thun, lúc co lúc giãn lúc thì đứt ngay. Tình yêu như kẻ đang say, lúc nào cũng tưởng mình bay trên trời. Tình yêu như thể điểm 10, có học cho hết cuộc đời vẫn mong. Tình yêu như thể đuôi công, trông thì đẹp đó nhưng không ra gì. Tình yêu như chiếc bánh mì, tay ta đều thích bởi vì nó ngon. Tình yêu như thể thổi son, sinh ra là để làm một đôi môi. Tình yêu như thế đủ rồi, các con nói nữa ta mời các con. Không, nói chung là văn thơ về tình yêu mà dễ quá, các con làm tới tối à, không chận mất hết thời gian. Bây giờ bác không ra thể thơ dễ nữa, không phải thể thơ tình yêu tự do nữa, mà bắt ra cái thể thơ đối, nghĩa là với này đối với kia. Ví dụ như con bò cạp, cạp con bò cạp, cạp đúng chỗ bò và bò đúng chỗ cạp. Căng à, này khó. Nhưng mà bác yên tâm, văn chương 14 con xin phép bác. Thầy xin giật, giật cô xin giật. Giật đúng chỗ sinh mà sinh đúng cái chỗ giật. Cái gì? Con lấy đâu ra cái ý tưởng một cách tục tiễu như vậy? Dạ bác, con không biết con làm như vậy là bác thích không? Bởi vì nó đúng luật con à, bác rất thích. Mời các con. Bác biết sao không? Cái này là cái câu chuyện tình yêu của ba mẹ con. Ba mẹ con là giáo viên môn sinh vật. Đều là giáo viên, con cũng theo nghiệp của ba mẹ con.
chung một nghề nghiệp, chỉ khác là ba mẹ con dạy môn sinh, con dạy môn ngữ văn. Rồi, chân quá. Nhưng bắt hết. Cái mày kìa mày. Dạ. Bác cho con uống tí nước. Đau quá mẹ. Ra làm như uống rượu. Ra luôn rồi bác ơi, ra luôn. Sao mày dễ ra quá vậy? Anh tiểu thương thương chị tiểu thương, thương đúng chỗ tiểu mà tiểu đúng chỗ thương. Hay không bác? Rồi rồi, ra mồ hôi mẹ mồ hôi con rồi. Mày lo đi con. Anh cà phê, cà chị cà phê, cà đúng chỗ phê mà phê đúng cái chỗ cà. Oh my god, wow, các con quả là ba kỳ tài, các con ngang tài ngang sức, cả tám lạng người nửa cân, các con bất phân thắng bại. Ba các con bác đều thích hết, nhưng rất tiếc bác chỉ có một đứa con gái mà thôi. Bác chọn ai đây? Để bác quyết định. Mời con gái bác ra đây nói chọn. Chọn cháu nào thì bác cũng đồng ý cháu đó làm rể, bảo vệ cái gia tài này. Trinh Trinh à. Dạ. Dạ sướng quá bác. Bác mau già cũng cho tiếng dạ này đó. Ra đây ba biểu. Dạ. Trời, đoạn hậu vậy trời. Nó hưởng gia tài sớm cũng do cái dạ cuối này nè. Dạ cha, có điều chi chỉ bảo ạ. Con đang làm gì đó con gái của cha? Dạ con đang theo áo á cha. Con gái à, ba chàng trai này là ba chàng trai đến đây ứng thí làm rể của cha, làm chồng của con để hưởng cái gia tài này. Dạ. Nhưng cả ba chàng trai đều ngang tài ngang sức, chàng trai nào cha cũng thích, nhưng cha chẳng biết chọn ai. Thôi bây giờ cha có quyền lại cho con chọn chàng nào thì cha chấp nhận chàng đó làm rể của cha và hưởng cái gia tài này. Con chọn đi con. Dạ thưa cha, con là phận nữ nhi, áo mặc sao qua khỏi đầu, cho nên là cha mẹ đặt đâu á là con ngồi đó à. Với lại cha quyết định đi nha. Ngon quá ngon. Trời ơi, thấy kìa, có rồi, ngon quá. Ngon quá. Các con thấy dáng sao? Ngon, ngon. Ngon, ngon. Đừng lắm bác ơi. Ngon quá. Dáng tao nè. Gớm. Cái gì? Không, cái gì? Ý con là bác ốm. Bác ốm. Ốm hả? Đúng rồi đó bác. Tuy rằng bạn là đối thủ của con, nhưng mà bạn là nói đúng. Bác bây giờ đứng tuổi rồi mà cái dáng này là đẹp. Ý bạn nói là dáng đẹp đó bác. Vậy hả? Bác có cái bí quyết nào mà giữ cái phọt như đẹp quá vậy bác? À, không giấu gì các con. Sở dĩ bác từng tuổi này mà bác có được cái dáng này là bởi vì bác rất yêu thể thao. Chứ bác thấy các người trẻ bây giờ á, thế hệ trẻ các con lười lao động lắm. Chẳng buồn cho bác, mỗi một ngày sáng thức dậy bác đi bộ 10 cây số. Wow, ghê quá. Buổi sáng bác đi 10 cây số. Vậy còn buổi trưa với buổi chiều? Bác đang trên đường đi về nhà đó con. Thấy các con căng thẳng quá, bác làm cho vui thôi. Từ khi con gái bác xuất hiện, các con mất tập trung quá. Bây giờ chúng ta trở lại vấn đề chính đi. Mà các con uống trà. Các con biết bác là người yêu thể thao chạy bộ. Bây giờ cháu nào làm thơ mà tả bác chạy bộ nhanh nhất, bác gả con gái cho người đó. Má nó ơi, đem thêm nước sôi anh pha trà đãi khách nè má mày à. Làm thơ nữa hả bác? Ừ. Đâu ra thơ quá trời vậy? Này khó vậy ta. Thôi vậy bác mở cửa cho con về trước nha. Không không, chưa bác à. Để nhanh à. Ra rồi. Trời ơi, mày mới đây mày ra luôn đó. Bác, con xin phép bác. Mời con. Bác gái khơi bếp lửa hồng, bác trai chạy bộ chạy long nhông. Chạy đi chạy lại, 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 đích son vẫn chưa hồng. Oh, wow. Trời ơi, con làm thơ một cách khủng khiếp. Ở đâu con có thể nghĩ ra một cái kiến thức thơ mà làm tốc độ bác chạy đó
như vậy. Bếp ga mà cái mặt nó lo liền mà bác chạy đi chạy lại chạy đi chạy lại 40 cây số mà bếp ga vẫn chưa hồng. Ô con tuyệt vời quá con ạ. Bác hy vọng con là con rể của bác. Bác dạ. Mời con ngồi. Dạ. Cảm ơn ba vợ. Hai đứa này về đi. Đã con rể rồi. Tao mày cơ mày. Dạ bác cho con uống miếng trà. Ra rồi phải không con? Dạ chưa ra bác ơi. Bác chừng nào mà nó uống trà như uống rượu nó mới ra. Cho con uống lại bác. Đã quá bác. Ra rồi đó bác. Phải không? Rồi, phải không? Dạ, dạ chúng chưa ra. Căng quá ha. Để con suy nghĩ coi. Con ra rồi bác ơi. Con nhìn tiểu thư cái con ra luôn. Dạ để con đọc cho bác nghe. Tiểu thư làm rớt cây kim, bác trai chạy liêm diêm, chạy đi chạy lại, chạy đi chạy lại, cây kim vẫn chưa chìm. Oh wow. Oh my god. Bác không hình dung được hả bác. Còn hơn là tia chớp của quốc tế nữa. Bác chạy lẹ đến mức mà cái kim chỉ cần rớt xuống một giây là tới đáy hồ. Lần này bác chạy đi chạy lại 40 cây số mà cái kim vẫn chưa chìm. Dạ. Con thật là siêu đẳng. Tốc độ của bác như vậy bác hy vọng cháu ngoại của bác sau này sẽ giống con. Mời con ngồi, mời con ngồi, mời con ngồi. Chảy mồ hôi nữa rồi bác. Ủa sao mà con đượm buồn hoài vậy con? Bởi vì tao nói cho mày biết á, ngựa chạy đường dài mới biết ngựa hay, mày biết chưa? Mày nổ đi, nổ nữa đi. Ráng nổ lên. Tiếng gì kêu vậy? Đâu có tiếng gì vậy? Đâu có tiếng gì đâu. Chuột kêu. Chuột kêu sao thôi? Chuột chết. Chuột chết sao kêu bác? À thì hai con sống con chết, có gì không hỏi hoài. Nhảy luôn. Nè, hết na nha, làm gì cười dữ vậy? Chẳng may mà con là đồng làm rể lại là ba vợ nha con. Bác không nghe người ta nói sao? Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ sao bác? Mà cười không đúng chỗ lấy rổ đựng răng nha con. Nghe chưa? Dạ bác. Nhờ vậy á mà con mới suy nghĩ ra một bài thơ tả về bác trai chạy bộ nhanh kia là nhanh luôn đó bác. Rồi bác mời con. Dạ, con xin phép đọc cho bác nghe nha bác. Bác gái địch cái tiết, bác trai chạy bộ cha đi cha lại, cha đi cha lại, cái đít bác gái chưa có khít. Bác cạn lời và bác mời con bước vào trong nhà ký tên để làm chủ cuốn sổ hồng. Còn hai cháu ở đây, nếu một trong hai cháu không làm bài thơ nào bác chạy nhanh như vậy thì con gái cha tuyên bố đây là chàng rể nhà này. Mày thấy đẳng cấp của giáo sư không mày? Chinh chinh. Bác, cho con nói chuyện với em Chinh Chinh nha bác. Con được phép. Chinh Chinh. Dạ. Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu. Chinh Chinh, anh sẽ yêu em mãi mãi, cho dầu đi đến góc chân trời góc bể nào. Anh vẫn yêu em. Anh nói thiệt không? Thật chứ. Chinh Chinh, cho dù em như thế nào đi chăng nữa thì anh sẽ yêu em mãi mãi. Anh nói thiệt không? Thế phu thê, anh có thể gỡ khăn che mặt của em ra được không? Dạ. Chinh Chinh đây sao bác? Nó đó con. Sao không giống mình trên Facebook vậy bác?
Vô anh Facebook hơi Photoshop xíu con. Thà con mất chân chứ con không muốn thi đậu đâu bác ơi. Con rể của ta. Con ơi bác ơi, con không có rể gì. Con xin phép kéo bác con về vô. Thằng về nhất ta về rồi. Con thằng về nhì. Con à, con... ta rất muốn cháu ngoại ta giống con. Con thích ăn thịt của con lắm đó. Bác ơi, con là ông con. Gia đình con có công chuyện bác ơi, con phải về sớm bác ơi. Bác ơi. Con đúng một thằng thôi. Bác không kén chọn nữa, con làm rể nhà bác nha con. Vô ký sổ hồng. Ông ngoại ơi, ông ngoại, dạ dạ, con chạy liền ngoại ơi. Con ông ơi, bây giờ sao? Trời ơi, gia phong bác rành. Ông ơi, ông. Em à, anh dạ. Cảm ơn em. Sao lại cảm ơn em? Vì anh không nghĩ rằng anh sẽ chở một người đẹp như em đi trong cơn mưa thật là lãng mạn như vậy. Anh ơi quá là em mắc cỡ chết luôn á. Sướng quá à. Để anh dừng xe lại, em tán bên anh đi, bên đây một cái nữa nha. Sướng hả anh? Rồi tán đi. Dạ. Sướng quá. Anh sướng mà em vui rồi. Đi tiếp nha. Dạ. Em à. Dạ. Tại sao mà em lại yêu một người xấu như anh như vậy? Anh nói vậy không à. Em yêu á là em yêu bên trong con người của anh kìa. Còn bên ngoài xấu đẹp á chỉ là hình thức thôi. À, nói thiệt nha. Em nói thật mà anh. Em yêu anh lắm á. Cảm ơn tình yêu của anh. Em à, bây giờ mình ở bên nhau, anh muốn đến chỗ có hai đứa mình thôi. Anh muốn sao cũng được hết anh. Anh xuống. Gì vậy? Hết giờ rồi cha nội, xuống lẹ lên. Hết giờ rồi má, anh đi xuống. Để người khác lên, không thấy cái bản hả? Chứ. Anh từ chứ. Làm dữ vậy. Ra đây nộp tiền. Cũng tới hạn đi. Thôi, đẩy nó trước đi. Còn đủ 500 đi cuốc nữa. Anh cho em đi cuốc nữa đi. Rồi vô xếp hàng. Em ơi, anh đi làm nha. Anh đợi em chút. Chúc anh yêu một ngày vui vẻ, công việc thuận lợi nha. Cảm ơn em. Thôi anh đi làm nha. Anh, em nói nghe nè, em bị trễ 2 tháng rồi đó, chúng ta sắp có baby rồi. Em nói thiệt hả? Anh, thả em xuống nè. Con nó chóng mặt bây giờ nè. Anh quên. Ba xin lỗi con nha. Thôi, trễ rồi anh đi làm đi. Thôi, hôm nay á anh muốn ở nhà để anh chơi với em, mà chơi với con nha. Không được, anh phải đi làm với hai mẹ con em chứ. Vậy chị em đi làm nha, chiều anh về. Ba đi làm nha con nha. Bye bye anh. Dạ có chuyện gì không anh? Anh đến ngày mai. Chào cô, tôi đến đây để thông báo cho cô biết cô đã bị trễ 2 tháng. Sao em biết tôi trễ 2 tháng? Làm gì cô ngạc nhiên như vậy? Cho dù cô bị trễ 1 ngày tôi cũng biết nữa, chứ đừng nói là 2 tháng. Mà chuyện trễ hay không trễ đó chuyện riêng của gia đình của tôi, đâu có liên quan gì tới anh đâu mà anh đến đây thông báo. Chuyện trễ là chuyện riêng của cô, của gia đình cô, nhưng đối với chúng tôi đó là chuyện chung, nên tôi có trách nhiệm thông báo cho cô biết. Mà anh thông báo làm cái gì? Thông báo cho cô biết để cô có trách nhiệm trả tiền cho chúng tôi. Cái gì mà tiền bạc ở đây? Thôi anh về đi. Có gì mai anh tới á, chồng tôi sẽ nói chuyện với anh.
hang kia. Anh muốn gì ở vợ chồng chúng tôi? Đơn giản thôi, anh chị đưa tiền cho chúng tôi là xong. 10 giờ tôi không đưa tiền cho anh thì sao? Không đưa tiền cho chúng tôi thì buộc lòng chúng tôi phải cắt của anh. Anh cắt? Thì nhà tôi xài bằng cái gì hả? Thì nhà anh xài bằng cây đen cái. Nè, nhìn nó nè. Mày lấy kiến ra nói chuyện với tao nè. Mày nhìn rõ cái mặt tao nè. Tao đánh cho mày chừa cái tội dám tống tiền bố mày hả? Mày tống tiền phải không? Tống tiền gì? Tôi đi thâu tiền điện. Nhà anh bị trễ 2 tháng rồi chứ bộ. Hả? Ghe chiêu cà mau vừa cắm xào trên bờ kênh ngà bay. Sao cô gái năm xưa chẳng chạy ông anh ơi rồi. À, cô đi xe không hả? Em đi về quận 4. À, từ đây qua quận 4 á, 100.000 nha. Anh cứ chạy đi, tiền bạc đó tôi không là vấn đề đâu. Nói này cô. Đây hả cô? Sao cô? 10 năm Sài Gòn thay đổi dữ ta. Trời ơi, thành phố mình bây giờ thay đổi dữ lắm. Thay đổi từng ngày từng giờ luôn, chứ đừng nói 10 năm. Cô Việt Kiều về thăm quê hương đúng không? À, để tôi đoán thử coi. À, cái tướng này là Việt Kiều Mỹ nè, đúng không? Không phải hả? Cái này chắc đúng luôn nè. Cô là Việt Kiều Úc, đúng không? Em Việt Nam. Giỡn hoài à, đáng lẽ 10 năm trời không bước ra khỏi nhà. Em ở tù. Ở tù hả? Tội gì vậy? Cướp xe ôm. Chị chìa khóa xe còn trong xe. Tôi còn mẹ già, con dại. Cho nên là cho cô nhớ có bằng lái chạy đội mũ bảo hiểm đàng hoàng nha. Anh ơi, anh có muốn chia rẽ một giá rẻ không? Trời đất ơi, mấy mốt đừng có làm ta hết hồn kiểu đó nữa nha. Không có tâm trí nào vui vẻ nữa đâu. Em chỉ muốn anh vui vẻ thôi mà. Anh vui vẻ không? Giá rẻ lắm. Không có tâm trí nào nữa đâu. Thôi bữa khác đi. Anh đi đi mà. Em bảo đảm là anh sẽ vui mà. Nha. Bây giờ tôi nói với cô là tôi không còn tâm trí nào để tôi vui vẻ nữa hết đó. Thôi bữa khác đi. Đi mà anh. Nha. Ok nha anh. Sẵn đang xui, làm cái xa xui cũng được. Nhiêu? 200 thôi anh. Wow. 200? Sao rẻ dữ vậy ta? Sao rẻ dữ vậy? Nè nè, con không chơi thời gian không? Không, anh muốn bao lâu cũng được trơn á. Bao lâu cũng được hả? Đúng rồi. Bao lâu cũng được, 200 quá rẻ. À, bớt ăn 20 được. À, anh còn có 180 à. Thôi, coi như hôm nay trời mưa, bớt ăn 20 cũng được nha. Bớt 20 luôn. Không bỏ chạy nha. Em đi quốc như thế này sao mà bỏ được. Ồ, em dễ thương dễ sợ luôn đó. Bớt anh 20, mốt anh thành mối của em luôn. Nè anh, anh một buổi tối vui vẻ và hạnh phúc nha. Là sao? Thì em bé chuyện cười. Thôi với bà anh nha. Quay em. Trời ơi, tự nhiên bỏ ra 180, mua chuyện cười lại sao? Vừa mất xe, bây giờ mất luôn 180. Trời ơi, đúng là số nhỏ. Số nhỏ mưa. Số nhỏ mưa. Tao nói mặt trời. Mặt trăng. Mặt trời. Tao nói mặt trăng. Mặt trời. Mặt trăng. Trời. Mặt trăng. Anh ơi,
Hôm nay là đêm 30, không phải mặt trời, cũng không phải mặt trăng đâu anh. Vật chiếu sáng ấy là đèn đường đó anh. Nào bên trái bên phải vậy em? Mày sai rồi, có bóng ngoài trái phải vậy mày. Wow, cười đâu mà dễ thương chứ nhỉ. Sao mà xinh đẹp quá vậy? Hey, vô đi chơi đi mày. Kẹo ngon á, kẹo ngon. Cô em ơi, cô em dễ thương, sao đứng đây có một mình vậy? Hay là đi chơi với tụi anh nha. Dạ, em muốn ôm lại một kỷ niệm sâu sắc của em tại nơi này đó anh. Mà em định ôm kỷ niệm gì vậy em? Dạ, anh có thấy sợi dây ở trên đầu của em không? Vậy á? Sợi dây làm cái gì vậy em? Dạ, hồi còn sống em thắt cổ ở trển đó anh. Thắt cổ. Hai anh muốn đi chơi với em sao? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.